Ngươi hỡi linh của sự yếu đuối, phải ra khỏi trong danh Chúa Jesus Christ. Hỡi ma quỷ, ta quỷ phá nhân quyền lực của ngươi ngay bây giờ. Phải ra khỏi hông và đầu gối của ấy. Mỗi linh của sự viêm khớp ở trong những khớp của ấy phải ra khỏi trong danh Chúa Jesus Christ. Cô hãy bắt đầu đứng lên, ngồi xuống đi nào. Hãy bắt đầu di chuyển đi nào. Hãy nhấc đầu gối của mình lên. Hãy bắt đầu chạy đi nào. Hãy chạy đi nào. Hallelujah. 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 Bây giờ thì hông và đầu gối của cô đã cảm thấy thế nào rồi? Từ cái chỗ này cho đến hông của tôi. Ôi, tôi được chữa lành rồi. Tôi đã không còn cảm thấy đau nữa. Tôi đã có thể đứng lên ngồi xuống được rồi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hãy đến Chúa Giêsu Christ ngay bây giờ, hỡi Chúa, ngay bây giờ. Tất cả những ảnh hưởng của đột quỵ sẽ bị thay đổi ngược lại ngay bây giờ, trong danh Chúa Giêsu Christ ngay bây giờ. Những cơ gân và dây chằng, khớp thần kinh đã được Chúa chữa lành ngay bây giờ. Những dây thần kinh cũng được Chúa chữa lành. Hãy được tự do ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ. Ông ấy sẽ bước đi dễ dàng hơn ngay bây giờ. Hãy nhìn xem này. Hãy để cho ông ấy đi. Cố lên. Hallelujah. Hãy nhìn xem này. Cố lên nào. Cố lên nào. Hallelujah. Cố lên nào. Chúng ta sẽ nhảy múa một lần nữa để cho chắc chắn. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hãy vỗ tay và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.